Lại là Minh Phụng Music đây. Rất vui được gặp lại anh em khách hàng. Với khoảng gần 7 triệu, các bạn hoàn toàn có thể sở hữu cho mình những mẫu organ với những tính năng hiện đại. Với chi phí ban đầu không quá lớn, nhưng hiệu quả để bạn chơi trong khoảng thời gian lâu dài thì organ K350 vô cùng xứng đáng. Và hôm nay Minh Phụng Music xin giới thiệu cho các bạn một mẫu đàn organ hiện đại phù hợp với túi tiền của người chơi, nhưng vẫn đầy đủ những tính năng hiện đại như Cosman K350. Hôm nay anh em theo chân tụi mình đi giao số lượng lớn đàn organ K350 cho đại lý nhé. Đồng thời cũng trong video lần này, mình sẽ cùng các bạn khám phá những tính năng hiện đại chính đàn. Bắt đầu video thôi. Team đã có mặt tại kho. Đầu tiên các bạn khiêng từng lô hàng, hai bạn nhân viên tiếp tục xếp hàng thành lô để chuẩn bị gói kỹ càng cẩn thận trước khi giao đến cửa hàng. Sau khi quấn ni lông kỹ càng từng cây, đàn sẽ được mang lên xe theo từng lô hàng. Đàn sau khi chất lên xe sẽ được ràng dây cẩn thận trước khi khởi hành để tránh va đập cũng như rơi vỡ để đảm bảo an toàn. Cùng xuất phát từ kho đến đại lý thôi. Đây là khung cảnh từ kho đi ra. Vì vừa trải qua cơn mưa nên đường xá bây giờ vô cùng mát mẻ. Dòng xe qua lại nườm nượp, đường phố chen chúc dòng người qua lại. Cùng đội ngũ tiếp tục hành trình nhé. Những tính năng nổi bật nào sẽ được trang bị trên K350 cùng mình khám phá thôi. Màn hình LCD hiển thị rõ ràng các chức năng trên đàn. Đàn trang bị bàn phím cảm ứng lực đáp hiện đại với 61 phím. Âm thanh trên đàn được nâng cấp với cấu tạo 3 lớp giúp âm trên đàn phát ra chuẩn và hiện đại. Đàn được cài sẵn 649 tiếng và 12 tiếng được cài thêm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra còn có 240 điệu cài sẵn cùng 50 điệu được bổ sung theo yêu cầu của người chơi. Đàn còn có 128 âm polyphony. Những tính năng bổ ích cho người chơi đều được tích hợp trên đàn như Chespo, tăng giảm tông, metronome đếm nhịp, lít chỉ bàn phím. Đồng thời còn sở hữu các tính năng chỉ có trên dòng organ cao cấp như Fizz, khóa băng tiếng và Sync Stop, giữ nhịp, đa dạng cổng kết nối, headphone, micro, pedal, output. Và đó là những tính năng siêu hiện đại mà K350 mang đến cho người dùng. Cuối cùng đã đến được cửa hàng, giao hàng và về thôi. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi video kỳ này của team. Nếu có câu hỏi nào, hãy đừng ngần ngại comment và like, share, subscribe để đội ngũ thêm nhiều động lực ra nhiều video hấp dẫn khác. Xin chào và hẹn gặp lại anh em với những chuyến hành trình mới.